Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần. Đến chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Bây giờ là diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 13 tháng 9 và ngày mai 14 tháng 9. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2. Ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều và tối mai có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 81 đến 86%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ 25 đến 27 độ. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cấp 3. Ngày mai trời nắng gián đoạn vào buổi sáng, mưa rào và dông xảy ra từ chiều và tối. Nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 82 đến 87%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Ngày mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm 81 đến 86%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Tây Nam cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 14 tháng 9 năm 2023, nước lớn mức nước cao nhất 360 cm vào lúc 2 giờ và nước ròng mức nước thấp nhất 90 cm lúc 20 giờ 15 phút. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải trong toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay đều cho kết quả tốt. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 13 tháng 9 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 21, mức tốt. Chất lượng không khí tại thị xã Phú Mỹ đo tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt với chỉ số AQI là 18. Tại thành phố Bà Rịa, chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4 duy trì ở mức tốt 18.